Tiền đạo Erling Haaland tiếp tục khẳng định vị thế của mình tại Premier League bằng cú hat-trick ấn tượng trong trận đấu với West Ham United. Quả áo giúp Manchester City ngược dòng giành chiến thắng với tỷ số 3-1. Với 3 bàn thắng này, tiền đạo người Na Uy đã nâng tổng số bàn thắng tại Premier League lên 67 sau 68 lần ra sân, duy trì kỷ lục ghi bàn trước mọi đối thủ mà anh từng đối mặt tại giải đấu. Đây là cú hat-trick thứ 7 của Haaland tại Premier League kể từ khi anh gia nhập Manchester City. Ngoài ra, Haaland đã ghi tổng cộng 94 bàn thắng trên mọi đấu trường, tiếp tục là cơn ác mộng cho hàng thủ đối phương. Danny Welbeck đã lập kỷ lục độc nhất vô nhị, trở thành cựu cầu thủ Manchester United đầu tiên ghi được 5 bàn thắng vào lưới đội bóng cũ tại Premier League trong trận đấu giữa Brighton và Man United tại Amex Stadium. Welbeck đã mở tỷ số bằng pha dứt điểm nhạy bén sau đường truyền từ Karu Maitoma. Đây cũng là bàn thắng thứ 100 trong sự nghiệp câu lạc bộ của anh kể từ khi rời sân Old Trafford để gia nhập Brighton vào năm 2014. Không có cựu cầu thủ nào của Quỷ Đỏ ghi được nhiều bàn thắng hơn Welbeck trước đội bóng cũ. Đặc biệt, tiền đạo người Anh đã ghi bàn trong 15 mùa giải Premier League liên tiếp, khẳng định sự ổn định và bền bỉ của một cây săn bàn thực thụ. Mới đây, Mikel Arteta đã thừa nhận sự tiếc nuối sau khi bán đi Emile Smith Rowe, một tài năng trẻ trưởng thành từ lò đào tạo của câu lạc bộ. Smith Rowe đã gia nhập Fulham với mức giá khoảng 32 triệu euro, trong khi Arsenal đang tìm cách giành ngôi vô địch Premier League. Chuyển nhượng, Messi Suarez nóng lên, Sterling ra đi. Sự xuất hiện của Lionel Messi và Luis Suarez đã thổi một làn gió mới vào giải đấu Major League Soccer, MLS. Inter Miami đang ngày càng trở nên cạnh tranh và sẵn sàng chinh phục những mục tiêu lớn tại MLS. Không chỉ là điểm đến của những ngôi sao muốn nghỉ ngơi, MLS đang chứng minh mình là nơi để các cầu thủ tiếp tục theo đuổi những danh hiệu và sự công nhận. Trong khi đó, tương lai của Raheem Sterling tại Chelsea đang bị đặt dấu hỏi lớn. Huấn luyện viên mới của Chelsea, Mauricio Pochettino, đã loại Sterling khỏi kế hoạch mùa giải mới. Sterling hiện đang tìm cách rời khỏi Chelsea và muốn tiếp tục thi đấu tại Premier League. Tuy nhiên, mức lương khổng lồ 325.000 bảng mỗi tuần của anh có thể gây khó khăn cho bất kỳ đội bóng nào, dù là chuyển nhượng chính thức hay cho mượn. Crystal Palace và Aston Villa đã bày tỏ sự quan tâm, nhưng cả hai câu lạc bộ đều không thể đáp ứng mức lương hiện tại của Sterling. Bên cạnh những thông tin chuyển nhượng nóng hổi, thủ môn Alisson Becker của Liverpool đã khẳng định tương lai của anh tại Anfield sau khi từ chối cơ hội chuyển đến Ả Rập. Thủ thành 31 tuổi người Brazil đã có hơn 260 lần ra sân cho Liverpool kể từ khi gia nhập vào năm 2018. Alisson chia sẻ, tôi muốn tôn trọng hợp đồng và hoàn thành hợp đồng tại đây hoặc ký một hợp đồng mới. Hợp đồng hiện tại của anh kéo dài đến năm 2026 và Liverpool có tùy chọn gia hạn thêm một năm. Dù bị hấp dẫn bởi mức lương khủng mà các cầu thủ khác đang nhận được ở Ả Rập, Alisson cho biết, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc rời đi. Quyết định của tôi luôn là ở lại và tập trung vào những gì chúng tôi có thể đạt được. Sau 123 trận đấu ở các cấp độ khác nhau, tiền đạo trẻ Tino Andelin chỉ có 5 lần ra sân cho đội 1 Chelsea. Việc chuyển đến Empoli sẽ là cơ hội để cầu thủ này phát triển sự nghiệp ở một giải đấu hàng đầu châu Âu. Andelin sẽ nỗ lực khẳng định bản thân và trở thành trụ cột cho đội bóng mới. Trong khi đó, Liverpool đang rất quan tâm đến việc chiêu mộ tiền đạo Zlatan Davy từ câu lạc bộ Lorient của Pháp. Lorient định giá Davy khoảng 45 đến 50 triệu euro và Liverpool đang cân nhắc một hợp đồng dài hạn từ 4 đến 5 năm dành cho anh. Davy là một trong những tài năng xuất sắc với 26 bàn thắng và 9 pha kiến tạo trong mùa giải trước. Hiện tại, cả Arsenal và Chelsea cũng đang theo dõi sát sao Davy khi cả hai đội đều cần cải thiện chất lượng hàng công để cạnh tranh danh hiệu. Aston Villa cũng thể hiện sự quan tâm và hy vọng Davy sẽ là đối tác lý tưởng để chia sẻ gánh nặng ghi bàn với Ollie Watkins, đặc biệt khi họ trở lại đấu trường Champions League. Tuy nhiên, liệu Liverpool hay các đối thủ khác có thể thuyết phục Davy gia nhập đội bóng của họ vẫn là một câu hỏi mờ. Theo truyền thông Ý, Liverpool đang lên kế hoạch chiêu mộ tiền đạo Kvara Kvaratskhelia. Được biết, đội bóng vùng Merseyside đang chuẩn bị một động thái gây chấn động để đưa tiền đạo người Georgia về Anfield với giá trị ước tính hơn 70 triệu bảng Anh. Kvaratskhelia được xem là một mục tiêu quan trọng mà Liverpool muốn có để tăng cường sức mạnh tấn công sau khi không thể ký hợp đồng với một số mục tiêu khác. Cầu thủ 23 tuổi này đã lọt vào tầm ngắm của Liverpool,
nhưng họ sẽ phải đối mặt với vô vàn khó khăn để thuyết phục anh rời khỏi Napoli. Premier League, Haaland tiếp tục thống trị, Gobert lập kỷ lục độc nhất vô nhị. Erling Haaland tiếp tục chứng tỏ sức mạnh hủy diệt của mình tại Premier League bằng cú hat-trick ấn tượng vào lưới West Ham, giúp Manchester City giành chiến thắng 3-1. Tiền đạo người Na Uy đã nâng tổng số bàn thắng tại giải đấu lên 67 sau 68 lần ra sân, đồng thời lập kỷ lục ghi bàn trước mọi đối thủ. Danny Welbeck đã trở thành cựu cầu thủ Manchester United đầu tiên ghi được 5 bàn thắng vào lưới đội bóng cũ tại Premier League trong trận đấu giữa Brighton và Man United. Welbeck đã mở tỷ số bằng pha dứt điểm nhạy bén, đồng thời khẳng định sự ổn định và bền bỉ của một cây săn bàn thực thụ. MLS, Messi, Suarez thổi luồng gió mới, Sterling đối mặt tương lai bất định. Sự xuất hiện của Lionel Messi và Luis Suarez tại Inter Miami đã thổi một làn gió mới vào giải đấu Major League Soccer, MLS. Inter Miami đang ngày càng trở nên cạnh tranh và sẵn sàng chinh phục những mục tiêu lớn. Trong khi đó, tương lai của Raheem Sterling tại Chelsea đang bị đặt dấu hỏi lớn. Huấn luyện viên mới của Chelsea, Mauricio Pochettino, đã loại Sterling khỏi kế hoạch mùa giải mới. Sterling hiện đang tìm kiếm bến đỗ mới.